Sự thật ra có nhiều điều để nói về Lý Bạch lắm. Dạ vâng. Ông là đệ nhất về thơ Đường rồi. Sự thật ra thì Đường Minh Hoàng cũng trọng ông lắm. Nhưng mà khi một người được trọng vọng như thế mà xung quanh thiếu gì người họ ganh ghét, Dạ đúng không? họ nói ra nói vào vân vân. Nhất là sự thực ra Lý Bạch đó có tật là uống rượu, Dạ. uống khủng khiếp lắm. Mà dù người tửu lượng cao mấy thì cao, khi uống nhiều quá cũng khó lòng kiểm soát hoàn toàn được hành động hoặc là lời nói của mình. Dạ đúng ạ. Có một lần như thế này này, hôm đó là cảnh đẹp quá. Dạ. Đường Minh Hoàng với lại Dương Quý Phi dạo cảnh trong vườn ngự uyển. Thấy cảnh đẹp quá Dạ. thì mới nói rằng sáng cái giờ này đó là có Lý Bạch tới làm những bài thơ để trẫm tặng cho nàng thì thú vị bao nhiêu. Thế cho người gọi. Dạ. Lý Bạch đang say. Dạ. Cái người gọi là một anh đô lực sĩ, cũng là một võ tướng mà. Dạ. Anh này chỉ là một văn nhân. Dạ. Thế mà Lý Bạch say quá đó, bắt anh này cúi xuống đi giày cho mình. Anh kia bực lắm rồi. Bực lắm rồi nhưng mà phải chịu lệnh vua mà. Dạ. Tới nơi ngất ngang ngất ngưởng, đến độ người ta phun nước nước lạnh vào mặt mới tỉnh. Nhưng mà tỉnh một cái làm bài thơ rất là hay, Dạ. khen Dương Quý Phi đọc Dạ. ngay tại chỗ, hay lắm. Dạ. Kêu là xuất khẩu thành thơ đó Ừ thầy. thì Dương Quý Phi lúc có thích lắm, Dạ. nhưng mà về sau này có vài người, có vài câu đằng sau cơ, họ gièm pha, nhất là cái anh đô lực sĩ kia, nói rằng cái bài này là khinh thị Dương Quý Phi, tại trong đó mấy câu sau nói tới cảnh một ông vua rồi cũng rẻ rúng một cô mỹ nữ trước. Suy ra thôi chứ không phải là thật sự là như thế. Thì vua cũng bắt đầu chán. Mà Dương Quý Phi thấy cái anh này nó gàn quá thì cũng không có thích lắm. Thấy vua bắt đầu chán mình thì thôi, à thế ta đi. Vua cũng tiếc lắm chứ không phải không đâu. Thì cho một cái lệnh bài, cứ cầm cái đi. Vua bất cứ tửu điếm nào, quán rượu nào, tha hồ uống không phải trả tiền. Đưa ra vua giả. Đưa ra vua giả cứ thế. Từ đó là đi ngao du sơn thủy khắp nơi chốn, cuối cùng ôm trăng mà chết. Cái đó còn hơn là con bài miễn chết nữa phải không thầy? Ừ. Thật là vui vẻ. Cái bài thơ mà cô vừa đọc có 4 câu đó, Dạ. mình biết là thơ Đường ấy mà, nó giống như là cái bức tranh thủy mặc đó, Dạ dùng một màu đen là mực thôi rồi đưa vài nét thôi, nhưng mà nó linh hoạt lắm. Và vâng. sâu trong bức thủy mặc đó đó, bao nhiêu là cái tình ý của họa sĩ gửi ở trong đó, mình phải đọc được. Dạ. Tôi mù về hội họa, bạn tôi là họa sĩ nhiều lắm mà tôi mù hội họa. Nhưng mà khi họ cắt nghĩa biết là bức tranh đẹp. Dạ. Thì tranh thủy mặc cũng vậy, nó có vài nét nhưng mà đẹp và sâu xa. Thơ Đường cũng vậy, có 4 câu à. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Thế thôi đấy. Đằng trước giường trăng sáng, mà trên mặt đất đó, thì nó lan tỏa cái chi đó giống như là sương. Sự thực ra đó là ánh trăng đó. Nhưng mà viết là nghi thị địa thượng sương, ánh sáng trăng ở trên mặt đất mà mình mơ hồ cơ hồ giống như là sương phủ vậy. Cử đầu là ngẩng đầu lên, vọng minh nguyệt là ngắm trăng sáng, đê đầu là cúi đầu xuống, tư là nghĩ tới cố hương quê xưa. Quê nhà. Biết thế thôi Dạ. nhưng mà hay, Hay lắm thầy. hay lắm. Dạ. Có nhiều người dịch cái bài thơ này. Trần Trọng Kim, một học giả, dịch như thế này: đầu giường chợt thấy bóng trăng, mập mờ trên đất ngỡ rằng sương sa. Dịch hay không? Dạ. Ngẩng đầu trông vẻ gương Nga, gương Nga tức là mặt trăng đấy, Dạ. cúi đầu luống những nhớ nhà băn khoăn. Hay. Lục bát của mình đâu phải Dạ. thường đâu. Dạ. Ông Trần Vấn Lệ là nhà thơ hiện tại, tôi Dạ. cũng may mắn được làm bạn của ông. Thì ông dịch như thế này: tưởng sương trên đất hóa ra trăng, ngước mắt khôn ngăn giọt lệ thầm, cúi mặt hỡi ơi lòng dạ nát,
quê nhà biển biệt biết bao năm. Thì cái chữ đầu tiên đó, sàng tiền Minh Nguyệt Quang, thì đa số dịch là đầu giường. Nhưng mà thực ra chữ tiền này đó là đằng trước giường chứ không phải là ở đầu giường. Đằng trước giường. Tại vì sao quý vị dịch là đầu giường? Vì nghĩ rằng cái giường mình đang nằm thì chăng nó ở đầu giường. Nhưng mà không, như tôi vừa thưa đó, cái giường dùng làm nhiều việc lắm. Bởi vậy thì lúc này đang ngồi trên giường. Đang ngồi trên giường mà phía trước đó mình thấy là mặt trăng, sàng tiền Minh Nguyệt Quang. Cái giường để mà ngồi đó, đặc biệt là mình tiếp những bạn thân mới ngồi cái giường. Cụ Nguyễn Khuyến khi khóc cụ bạn là cụ Dương Khuê mất sớm hơn cụ, thì cụ viết một câu như thế này: giường kia treo những hững hờ, đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn. Giường treo hững hờ là cái gì? Tức là như thế này này, không biết sự thật có như thế không, nhưng mà diễn tả cái sự trân trọng nhau. Có cái giường quý lắm, chỉ bạn mình được quyền ngồi thôi, người khác không được quyền ngồi. Cô Minh Châu không được quyền ngồi, tôi không được quyền ngồi. Thì sao? Treo trên nóc nhà có cái dây thừng treo nữa. Bây giờ bạn tới thì kéo dây hạ xuống, hai người ngồi. Bạn về kéo lên cất. Bây giờ bạn mất rồi thì giường kia treo những hững hờ, không thả xuống nữa. Bởi vậy sư thưa là cái giường không phải chỉ để nằm. Thế nhưng mà cái giường có nằm được mà tiếp khách, nằm tiếp khách. Các bà hội đồng ngày xưa ở miền Nam là bộ ván gõ trơn láng rồi để mấy cái gối đó, bạn tới mời lên giường nằm nói chuyện. Thú vị thật. Tôi không thấy bây giờ như vậy ha. Không thầy ạ. Nằm nói chuyện vui thật chứ. Mà nó thoải mái hơn là ngồi vâng. Nhiều lắm. Thí dụ bây giờ cô Minh Châu với tôi ngồi tiếp khách thính giả, mình phải ngồi thận trọng chứ. Không là cũng bị trách chứ. Nhưng mà bạn thân mà mời bạn lên giường, hai bà mỗi bà ôm cái gối nằm tử tế nói chuyện. Mà là chuyện rất bình thường chứ không phải là cái chuyện lạ lùng gì. Bởi vậy tôi thấy cái giường là một chuyện thú vị. Cảm ơn thầy đã phân tích bài thơ Tỉnh Giả Tứ cho Minh Châu nghe. Thầy phân tích tiếp tâm trạng của người viết bài thơ Thiền Trà đi ạ. Người ấy tức là thầy đó. Ừ, để nhớ lại tâm trạng đó như thế nào nhé. Trăng sáng trước giường nhưng không sáng ở nơi sâu thẳm của tâm hồn. Có một vầng trăng tròn mỗi tháng mà lòng khuyết mãi chẳng gì hơn. Tức là cái người này đó tự nhận rằng lòng mình chưa có đầy. Lòng mình chưa đầy. Vơi. Mà vơi đây là vơi cái gì? Vơi nhiều thứ lắm. Vơi cái ơn phước của trời cao ban xuống cho mình mà mình không biết lãnh nhận. Mỗi một ngày ấy mà đấng tối cao ban cho mình không biết bao nhiêu là ơn lành mà mình không biết quý báu mà đón nhận. Hơi thở mình thở ra thở vào mà được thoải mái thôi ấy, cũng là một ơn lành. Mình cứ tưởng tượng đi, một bệnh nhân bị COVID-19 không thở được, không thở được, phải dùng máy trợ thở mà thở vẫn mệt nhọc. Thế thì mình ngồi đây ấy, thở ra thở vào thoải mái, quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của mình thoải mái thở ra thở vào điều hòa, đó là một ơn rồi. Nhưng mà mình đâu có biết đón nhận đâu. Thành ra trăng sáng trước giường nhưng không sáng. Có đấy mà mình không thấy nó sáng. Thấy bằng mắt thôi, còn không thấy bằng cái lòng của mình. Bởi vậy không sáng ở đâu? Ở nơi sâu thẳm của tâm hồn. Mắt nhìn thấy ánh sáng nhưng mà lòng mình vẫn tối. Bởi vì mình không biết đón nhận với cả cõi lòng trân trọng của mình. Thì mình để tâm hồn mình nó tối. Có một vầng trăng tròn mỗi tháng. Tháng nào cũng có trăng tròn, ngày rằm, ngày 16. Thế mà lòng khuyết mãi chẳng gì hơn. Lúc nào lòng mình cũng khuyết, tức là vẫn trống. Không hơn lên được. Là như thế. Rồi ở đây đó cũng có một chút hồi tưởng. Khi mà mình tĩnh lặng ấy mà, mình hay đi vòng vòng về quá khứ, mình coi ấy,
Ngày xưa mình ra làm sao? Thay vì mình lục hình ảnh cũ, thì mình lục ở trong trái tim của mình. Những cái chuyện cũ. Cái đoạn này là cái đoạn lục lại quá khứ này. Thưởng trà mà tưởng xưa nguyệt quế, mới hay đời quá đỗi vô thường. Không sắc trước sau là dâu bể, nhớ câu nghi thị địa thượng sương. Tức là làm sao? Cái người này nhớ một chút về quá khứ. Quá khứ người này đã từng uống trà mà hưởng cái hương nguyệt quế. Nguyệt quế hay là nguyệt quế? Đó. Sự thật ra tên thiệt của nó là nguyệt quý. Nhưng mà cái âm quý đó, nó không hay bằng quế. Thành ra người ta mới đổi là quế. Chứ còn thiệt sự ra quý mà người miền Nam đọc là quế đó. Quý nhân hay là quế nhân cũng vậy. Quế nhân. Bởi vậy, người miền Nam kêu cái hoa này là nguyệt quế. Nguyệt quế. Nhưng mà tất cả hai âm đó, quý và quế, đều nó không thanh bằng quế. Thành ra vì sao mình gọi là nguyệt quế? Cái hoa này đó, người ta tặng cho nó một danh hiệu là cửu lý hương. Lý là dặm đường, cửu là chín. Chín dặm đường còn ngửi thấy hương thơm. Thơm. Cửu lý hương là hoa nguyệt quế. Ngày xưa tôi có một, không phải mối tình đâu. Cô này cô trợn mắt ngồi nghe thử. Không, tôi có một cô đồng nghiệp nhỏ hơn tôi, cũng dạy học. Có một nếp nhà cổ ở cái đường Trần Tế Xương chi đó với Gia Định. Cuối con đường đó thì có một ngôi nhà cổ đó. Nhà đó, đó lạ lắm. Trồng ngâu và nguyệt quế đầy vườn hết. Trong vườn có một cái giếng. Cô này mới đánh dương cầm. Tôi tới thì cô ấy hay ngồi đánh dương cầm cho tôi nghe. Và sau đó thì dọn trà ra uống ở cái bờ giếng đó. Nước trà lấy ra từ cái từ giếng, cái giếng luôn. Và trà mộc hoàn toàn. Nhưng mà chung quanh này là nguyệt quế nở, ngâu nở, đêm trăng. Thú vị vô cùng. Thi vị quá thầy ạ. Nhưng mà về sau cái chuyện này nó cũng không có. Vì cái cô này về sau cũng cũng đi đường biển. Rồi không biết, không biết đâu nữa. Thôi tôi không muốn nói chuyện đó nữa. Dạ vâng, cũng hơi buồn thầy nhỉ. Đấy, mình thưởng trà nhớ lại cái cảnh xưa mình đã uống trà đúng. Trong đêm trăng. Giữa một cái vườn mênh mông toàn hoa nguyệt quế, hoa ngâu không. Thú vị. Mới hay đời quá đỗi vô thường. Có đó mà bây giờ không có nữa. Không sắc trước sau là dâu bể. Những chữ vô thường, những chữ không sắc, đây là tiếng nhà Phật cả. Còn dâu bể là cái sự thay đổi quá lớn lao. Đang là cái ruộng trồng dâu, hóa ra là cái biển xanh. Rồi trăm năm sau đang là biển xanh đó, đất bồi lên trở thành một cái ruộng dâu không biết được. Đời người ta không có gì gọi là bền vững đâu. Cô có chút ý kiến gì về cái đoạn thơ này không? Dạ, Minh Châu còn bé dại lắm thầy, chả dám có ý kiến. Chỉ xin thầy trước hết nói về ba chữ vô thường, sắc không và dâu bể được không ạ? Tôi không được hơn hạnh làm con nhà Phật, nhưng mà tôi được học về Phật giáo chút qua một vị linh mục. Tôi có một vị linh mục bạn, gọi là bạn nhưng mà thật ra ông hơn tuổi tôi, ông cũng nhận tôi là bạn thôi, hơn tuổi tôi. Có một năm đó, đó là năm cuối cùng ở Việt Nam trước khi thay đổi chính phủ. Thì Bộ Giáo dục nói rằng cần phải có chương trình tiếng Việt trên lớp 12 chứ. Tại vì hồi xưa có thấy quen đó, là học quốc văn đến lớp 11 thôi. Lớp 12 không học quốc văn nữa, có học triết. Tâm lý học, luận lý học, đạo đức học. Chứ không có học quốc văn nữa. Thế sao? Và tại sao không học quốc văn? Bên cạnh triết học, vẫn phải học quốc văn như thường. Bởi vậy, đòi hỏi phải có môn quốc văn lớp 12. Khi đã bắt đầu các nhà xuất bản đua nhau in sách. Chúng tôi cũng in quyển. Rồi các trường nữa,
phải đưa các ông giáo viên lên kiếm dạy lớp 12. Yeah. Tôi được đưa lên dạy lớp 12. Trong cái chương trình Bộ Giáo dục đưa ra cho lớp 12 học Quốc văn đó, yeah, có một cái chương gọi là các tôn giáo lớn tại Việt Nam, đương nhiên có Phật giáo. Yeah. Tôi không biết. Tôi phải lên chùa tôi học. Tôi học với nhiều thầy ấy. Yeah. Lên các thầy nói chuyện cho mà nghe. Nhưng mà về sau này gom tất cả sự hiểu biết đó cộng với kiến thức của một vị linh mục. Ông này linh mục dòng Đa Minh, yeah, nhưng mà có tiến sĩ Phật giáo cổ Ấn Độ. Wow. Ông qua du học bên Ấn Độ. Ông giảng tôi nghe. Thật là khó tính này hả? Nhưng mà hay giảng quá. Tôi nghe. Yeah. Thành ra tôi cũng biết chút chút. Ở đây những chữ như là vô thường đó. Yeah. Thường này không phải là bình thường đâu. Thường này tức là hằng có đó. Mình có cái chữ thường hằng. Yeah. Tức là vô thường, tức là không có hằng có đâu. Yeah. Khi còn khi mất thì yeah, ta kêu là vô thường. Chứ vô thường này không phải là chuyện bình thường. Yeah. Không có bền vững đâu. Yeah. Khi còn khi mất. Đấy, cái chuyện tôi nói lúc nãy đẹp đẽ như thế. Tôi ngồi uống trà một đêm trăng như thế. Không bao giờ nó có lại nữa đâu. Yeah. Và ngay cả cái mình có bây giờ, đừng nghĩ rằng nó bền vững mãi với mình. Không có đâu. Yeah. Theo thần học hay công giáo, thì chúng ta không phải là chủ nhân. Những gì mình có đều chỉ là người quản lý mà thôi. Bây giờ mình quản lý cái số tài sản như thế này, mai mốt này mình không quản lý nữa, người khác quản lý. Yeah. Chứ không phải là mình mãi như thế. Đấy. Thì vô thường của Phật giáo sâu xa lắm. Không phải chỉ có cái chuyện tiền bạc. Yeah. Không phải chỉ cái chuyện tài sản. Nhưng mà cả cái thân này này cũng vô thường. Yeah. Có thực sự có cái thân này không? Đó mình nói qua sắc không đó. Yeah. Thực sự có cái thân này không? Nhìn thì thấy như vậy đó. Nhưng mà sự thực ra theo nhà Phật nó chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn thôi. Yeah. Rồi kết hợp của một số những cái vật chất, cái khí, cái hỏa, cái gì đó thôi. Yeah. Nó ra cái thân xác này. Thì nhìn là thấy có, tức là sắc. Yeah. Nhưng mà thực sự ra không hẳn là có đâu. Yeah. Nó chỉ là man mác ở trong không gian này thôi. Rồi cái duyên nó gặp gỡ nhau. Yeah. Nó ra cái thân xác này thôi chứ đã chắc gì là có. Yeah. Chắc gì là có. Bởi vậy khi mà Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, yeah, mà viết một cái bài kệ đó, yeah, mà Đức Ngũ Tổ phải phục đó, mày nói có chắc có cái tâm không? Có chắc có cái thân không? Yeah. Không chắc. Yeah. Không chắc. Đúng rồi. Đấy là sắc không như vậy. Nói thật, khi nói về triết lý đạo Phật, yeah, rất là sâu xa. Rất là sâu xa. Mà có lẽ mình tìm hiểu cả đời cũng không hết được.